Phong cảnh làng quê xin chào các bạn. Hôm nay có dịp cùng với anh em đồng nghiệp đi tham quan địa điểm du lịch Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Mời các bạn cùng với phong cảnh làng quê tìm hiểu về quang cảnh thiên nhiên ở nơi đây như thế nào nhé. Đây là đoạn đường gần đến chợ Hà Tiên. Mời các bạn cùng thưởng thức một bài hát do mình sáng tác. Bài hát với tựa đề Hà Tiên Mến Yêu. Anh đưa em về thôn lại Hà Tiên, ta lắng nghe con sông phố xát xao, những con tàu vượt biển xa khơi. Anh đưa em qua thăm thành đồng, chùa Phù Dung cổ kính xa xưa, còn phụ tử một tình yêu siêu kỳ, đón nước hữu tình làm xuyến sao lòng người. Trong chiều nắng hanh vàng, thăm chùa Hạc phan vọng tiếng chuông ngân. Hà Tiên ơi, miền đất thân thương, một lần dừng chân cho ta viễn lưu nhiều. Hàng dừa xanh trải dài bóng mát, Hà Tiên ơi, ôi Hà Tiên mến yêu. Sông vỗ sạt sao, những con tàu vượt biển xa khơi. Anh đưa em qua thăm thành đồng, chùa Phù Dung cổ kính xa xưa, hòn Phù Tứ một tình yêu siêu kỳ, đón nước hữu tình làm xuyến sao lòng người. Ta đi trong chiều nắng hanh vàng, thăm chùa Hạc văn vọng tiến chuôn ngân. Hà Tiên ơi, miền đất thân thương, một lần dừng chân cho ta luyến lưu nhiều. Dù đời đâu lòng tôi vẫn nhớ, Hà Tiên ơi, ôi Hà Tiên mến yêu. Dù đời đâu lòng tôi vẫn nhớ, Hà Tiên ơi, ôi Hà Tiên mến yêu. Buổi sáng ở chợ Hà Tiên, quang cảnh nơi đây rất đẹp. Chợ cá và các gian hàng buôn bán nằm dọc theo bờ biển. Trước mặt là dãy núi, buổi sáng khi mặt trời bắt đầu lên cùng là lúc khu nơi đây thật náo nhiệt. Hình ảnh những người buôn bán, những gian hàng và những khách tham quan du lịch Hà Tiên, mọi người tập trung đến nơi đây rất đông và chọn lựa những món quà cho mình hay để tặng người thân trong chuyến du lịch. Các loại cá biển tươi sống hầu hết đều được người dân địa phương bày bán nơi đây. Chợ Hà Tiên, địa chỉ đường Mạc Thiên Tích, phường Pháo Đài, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Đây là nơi tập trung hàng trăm gian hàng lớn nhỏ khác nhau, bán đủ mặt hàng từ quần áo trang sức, đồ thủ công mỹ nghệ đến đồ lưu niệm, các món đặc sản do người địa phương sản xuất. Ngoài ra còn có chuỗi gian hàng giải khát ẩm thực hay ăn nhẹ đường phố. Từng sản phẩm nơi đây đều do người dân địa phương sản xuất và cung cấp nên có độ tỉ mỉ cao và mức giá khá tốt. Nhất là những sản phẩm thủ công mỹ nghệ được chạm trổ hay làm từ vỏ sò, vỏ ốc, đá quý để trang trí nhà cửa hoặc mua về làm quà lưu niệm.